Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại channel của mình. Trong video ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái app để các bạn đào cái đồng ship 3 này hoàn toàn miễn phí nhé. Cái app này là cái app mà mình đào là Miner 3 nhé. App này thật ra thì nó dành cho người người thôi. hoặc là những cái bạn mà không có thời gian để à, cờ neo còn đối với mình thì những trang web và những cái app mà đào kiểu này ấy. À, tính ra nó không bằng những cái trang web mà các bạn cờ em nhá. Các bạn cần em khoảng một hai tiếng các bạn còn được à, nhiều hơn những cái app mà mình đào tự động này nhưng mà cái app này nó lại có tính năng là dành cho bạn lười là một này những bạn không có thời gian là hai hay là những cái bạn mà chịu khó lên những cái group những cái uh, uh, mạng xã hội các bạn là mời bạn bè thì nó tăng cái tốc độ đào khá là nhiều nhá nếu các bạn lần đầu mà biết tới kênh mình thì bạn bấm đăng ký kênh mình nhá và bạn bấm một quả chuông này nhá các bạn chọn là nhận tất cả cái thông báo nhá thì khi mình đăng tải video hay là mình cập nhật một cái kẹo ai lên ấy, thì các bạn đều có chuông thông báo để bạn xem và biết được nhé. Các bạn có thể vào cái uh, Set Play đấy, các bạn tải ghi cái chữ là Miler 3 Cloud mailing App rồi các bạn tải nhé. Hoặc là các bạn click vào cái đường link mình để phần uh, mô tả cũng như là bình luận video nhé. Khi các bạn cài đặt lên thì các bạn kích vào là mở nhé. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký nhé. Đầu tiên mà các bạn mở lên thì bạn click vào cái chữ mà continue rồi nhé. Tức là mình sẽ dùng cái tài khoản Google để mình đăng ký nhé. Rồi đến cái bước này thì các bạn cần phải uh, Thứ nhất là đây là cái tài khoản Google này Ở trên này các bạn ghi uh, full tên nhé Thật ra chắc là nó cũng không uh, yêu cầu là phải đúng tên uh, hoàn toàn đâu Nên là các bạn cứ ghi uh, thế nào cũng được nhé Không quan trọng nhé Ở cái uh, trên này thì là cái mã mời bắt buộc Thì mình sẽ để phần mô tả cũng như là Bình luận video cho bạn copy bạn paste ở đây nhé Ở đây thì nó là cái mà dòng mà chọn cái quốc gia Thì các bạn chọn là Việt Nam nhé Bên dưới là cái số điện thoại thì uh, các bạn ghi đừng bỏ số 0 nhé. Mặc dù là các bạn chọn là cộng 84. Nhưng mà các bạn vẫn viết đủ cả số 0 nó cho các bạn đăng ký nhé. Tức là cộng 84 rồi. Mình bỏ một số 0 đi là nó lại lỗi không cho đăng ký nhé. Đây nhé các bạn chọn quốc gia Việt Nam này nhé. Rồi các bạn chọn quốc gia Việt Nam xong này. Dưới này là số điện thoại này. Trên này là cái tên các bạn này. Ở trên này là phần vào là nhập mã giới thiệu nhé. Thì mình để cái mã cho các bạn copy các bạn dán vào nhé. Sau khi mà thông tin đủ hết rồi thì các bạn click vào là submit này nhé. Rồi khi các bạn đăng ký xong thì có một cái giao diện đúng như này nhé. Các bạn click vào cái à, biểu tượng có hình con thỏ đấy nhé. Và đây là cái giao diện khi các bạn đăng nhập vào nhé. Các bạn nhìn thấy là cái số giờ mình đang chạy tức là cứ 12 tiếng nhé. Các bạn vào đấy các bạn bấm cho đào một lần nhé. Một ngày là 24 tiếng là các bạn cần bấm đào hai lần nhé. Cái số ship 3 mình đang có bên trên nhé. ở bên dưới là cái tốc độ là bình là 2.0 nhé. Trang web này thì uh, tính ra nếu mình cần em 1 2 tiếng mình kiếm được nhiều hơn là mình đào tự động và nó cũng hợp cho các bạn thứ nhất là lười là một này. Thứ hai không có thời gian là hai này. Và thứ ba những bạn mà chịu khó đấy nên những diễn đàn lớn hay group nó nghe fanpage bạn là uh, mời bạn bè thì các bạn được tăng cái tốc độ đào này rất là nhiều nhá. App này là một app mới ra ít ngày thôi và cũng có người rút được tiền rồi các bạn nhé. Còn uh, về lâu về dài thì mình không rõ lắm đâu nhá. Để vào mời bạn bè, đầu tiên các bạn click vào chỗ mà bot Miner này nhá, info này nhá, các bạn check này. Ở đây nó có thống kê là tức là cái lượt giới thiệu của bạn lại được à 5 hay 10 người nhân tốc độ này, 1.25 này nhá. Tương đương với 10 cái đồng ship trên một giờ này. 1.5 thì tương đương với 25 ship trên một giờ nhá. 1.75 tương đương với 50 ship trên một giờ nhá. Thì các bạn chịu khó đi mời thì các bạn nhanh được đủ cái min đấy. Các bạn click ở đây này, các bạn chỗ đầu người dấu cộng nhá, các bạn click ở đây nhá. Thì các bạn nhìn thấy đây là cái đường liên kết cũng như là cái mã mời các bạn nằm đây nhé. Rồi các bạn click vào cái hình đầu người này nhé. Các bạn cũng có thể là nhìn thấy cái mã mời của mình là một này. Và cái ví rút tiền này thì các bạn có thể là lưu lại cái ví bằng cách là các bạn về cái ví chốt nhá. Winnet nhé. Về cái ví chốt Winnet mình hướng dẫn các bạn nhé. Rồi về phía trước Winnet thì các bạn dùng đúng cái ship Bayanu mà đã được nít trên sàn Binance cũng như là một số sàn lớn cũng như là ví Onnet nhé. Vào cái chỗ thành tìm kiếm này các bạn là ghi chữ là ship ba nhé. Nhiều bạn là hay lấy nhầm lắm đấy nhé. Rồi các bạn ghi chữ ship ba nhé thì các bạn để ý cho mình này. Thứ nhất là BEP20 nhé và bên trên này cũng là BEP20 nhé. Như bên dưới thì các bạn để ý cho mình là My ship 3 nhé mai ship 3 là cái ship 3 mà chưa bán được chưa giá còn cái ship 3 mà các bạn đang đào là cái ship 3 đã bán được rồi mà có giá trên sàn Binance cũng như là Vionnut hoặc một số các sàn lớn nhé các bạn nhìn đấy kỹ cho mình là ship 3 Enu này mà BF20 bên dưới là cái chữ nhỏ nhỏ hơn là My ship 3 là không phải các bạn nhé các bạn bật cho mình cái thanh bên trên lên nhé ship 3 Enu này BF20 nhá. rồi các bạn kích vào mũi tên này thoát ra ngoài nhé rồi đây chính là cái ship 3 nhé Các bạn mở cái ship lên này, này nhé Lấy nhầm là không được nhé Các bạn thể lấy luôn địa chỉ ví trên sàn Binance nhé Nếu như bạn nào có ví On Onnerd là một này Hay là sàn Binance hay là sàn Hobby Thì các bạn lấy luôn trên đấy Các bạn đỡ phải rút về ví trước để Mình chuyển đi nó lại mất một lần phí nhé Các bạn vào nhận cho mình nhé Nhận này Các bạn là uh, sao chép này nhé Rồi quay về trang web Mình sẽ ép cái mã ví này vào nhé quay về trang web thì các bạn vào cái mục mà chỗ bài lần wallet này nhé, vào cây bút này nhé, các bạn kích cái cây bút lên này, các bạn sẽ dán cái mã ví đây nhá, mình dán này. Rồi đây chính là cái mã ví đây, các bạn nhìn thấy nhá, mình dán mã ví vào nhá, rồi các bạn kích vào nó lưu lại nhá. Các bạn nhìn thấy cái chỗ nút lưu đây nhá, đây các bạn nhìn thấy mình đang để tay các bạn nhìn thấy nhá, bạn chấm đây nhá. Đó là hiện lưu lại nhá, như vậy thì đã lưu cái địa chỉ ví đây, các bạn nhìn thấy này mỗi một lần mình rút tiền nhé. Ví dụ bây giờ mình thoát ra trang chủ này nhá. Để mà rút tiền ấy, thì các bạn sẽ click vào cái biểu tượng cái ví này nhá. Rồi ở đây các bạn nhìn thấy là viết giao đây. À, cái bên dưới là lịch sử rút tiền nhá. Các bạn click vào viết giao này nhá. Rồi các bạn chọn cho mình cái mạng lưới đây. Bên dưới là cái mạng lưới đây là ví mình nó đang hiện nhé. Các bạn chọn mạng lưới này. Các bạn để ý cho mình là phải để đúng cái mạng là bài lần sở mắt chen 20 nhé. Các bạn vào kích cái ví bên dưới là không đúng rồi nhé. Các bạn chọn cái trên nhé. Đây đây các bạn nhìn thấy là cái phí ship là à, phí rút là 8.000 ship nhé. Đây là phí rút nhé. Phí nó cũng mất khá nhiều nhé. Nhưng mà trang này nếu bạn nào mà chịu khó đi mời bạn bè các bạn vẫn nhanh đủ min nhé. Nó tăng cái tốc độ khá là nhiều nhé. Rồi cái ô bên dưới này thì các bạn sẽ viết cái số lượng ship mà các bạn đang có để rút nhá. Min ở nó là 15.000 các bạn nhé Min là 15.000 thì các bạn nhập cái số lượng đây và các bạn kích vào cái nút quýt giao để các bạn rút nhá. Đây mình chưa đủ min mình không rút được nhá. Và các bạn nhớ làm đúng như mình hướng dẫn thì được nhá. Nhiều bạn là không ai xem hết video các bạn cứ ép ví không đúng ấy, lúc sau các bạn lại không rút được, các bạn lại kêu nhá. Trang này thì có mấy người rút được rồi các bạn nhá. Còn lúc này nó đang mới nó mới ra ít ngày thì nó vẫn cho mình rút còn về lâu về dài thì mình cũng không biết đâu nhé có những cái app thì nó chạy được hàng năm trời đấy nhưng cũng có app chỉ chạy được vài tháng rồi nhé các bạn click vào cái biểu tượng này thì các bạn cũng nhìn thấy cái số lượng mình đang đào được cũng như là những cái thông tin ở đây nhé rồi như vậy mình đã chia sẻ cho bạn một trang web bạn đào được cái đồng ship ban hoàn toàn miễn phí nhé bây giờ mình quay thưởng cho bạn ở cái video trước nhé và giờ mình quay thưởng cho bạn ở cái video trước nhé Rồi xin chúc mừng bạn đầu tiên là bạn là HZH Hiện tại mình đang có đồng BNB đồng đấy có ok không? Đồng BNB nó là cái đồng Nó là đồng quai của sàn Binance đồng đấy Nó rất là giá trị bạn nhé Rồi chúc mừng bạn nhé Mình quay bạn thứ hai nhé Bạn thứ hai là bạn Cường Nguyễn Văn Chúc mừng bạn nhé Hai bạn liên hệ mình qua Zalo mình để phần mô tả cũng như là bình luận video để bạn nhận thưởng nhé. Và các bạn cứ comment bên dưới cái video mình đang phát thì cái video sau mình sẽ quay thưởng trên cái video mình đang phát cho các bạn nhé. Còn video mình xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.